Ok rồi, xin chào bạn. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Đà Lạt ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái series, đó là mình sẽ gọi là review cho bạn những cái nơi, những cái gọi là điểm du lịch ở nhiều khu nổi tiếng. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở thành phố Đà Lạt và đây là cái homestay mình sẽ giới thiệu cho bạn trong cái video này. Thì cái homestay đó cái tên là Ba Đồng Một Bó Mộng Mơ, cái tên rất là dài ha, nghe cũng rất là nghe hay. Số 1 Thánh Tâm. Thì cái đường đi vô mình sẽ thấy là cái đường vô thì nó cũng khá là dốc ở như thế này. Thì mình có nghe nói là nếu mà từ đây cách trung tâm thì khoảng là 5 cho tới 7 phút đi xe máy cũng cũng là xa lắm. Thì đây là cái khuôn viên của cái homestay, mình thấy là nhìn nó rất là đơn giản nha, cứ đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong xem thử coi là cái homestay này nó như thế nào ha. Rồi bây giờ khi bước vào cái homestay này, mình thấy đầu tiên là mình sẽ có một cái quá nhỏ nhỏ nó nhắn đây. Thì cái nào đồ này thì bạn hãy mua thông qua cô chú quán trong kia. Đây là anh phụ bếp nè, đó anh phụ bếp nè. Không, cái tạp hóa là đây là anh chủ tạp hóa đó, anh chủ tạp hóa anh đang thống kê tiền đó các bạn đó. Thì ở đây sẽ có mức giá luôn, mức giá bán mà có thể đây mua đó. Mà ai muốn mua gì thì mình bán ha. Ok, ở đây thì sẽ có một số những cái phương tiện các bạn có thể thuê. Thì xe số là 90 đúng không ta, đúng không? 90, 90, xe Tay Ga 94 đó, 94 đó. Rồi trong kia nữa, lát hồi mình sẽ nói sau. Còn đây cái không gian gọi là cái phòng khách đi ha, phòng khách đi. Nó có hai tầng, đây nè, VIP ở trên, thượng dưới, nhưng đen ở dưới. Dạ dạ, cho mình coi. Má eo nét kìa. Ở đây thì có lò luôn, đây là chủ lò, đó chủ lò. Đó có bếp, có củi, có gặp quá, chung là cái decor của chỗ này thì nhìn rất là hay. Đó, cái kiểu rất đẹp. Đây thấy không, đây toàn, ở đây toàn dân nghiện nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ má review kiểu để chết không xây người ta mẹ rồi. Lên lầu rồi xem cái khung viên lầu ha. Trên đây thì bạn có thể ngồi ăn trưa ha, tắm dục gì đó cái kiểu ha. Đây khung viên trên dưới này thì mấy khung này cũng khá là chắc, đừng tin nó. Đi ra ngoài đó, đây là cái đi ra ngoài này. Do là bị dướng nhà nhiều quá cho nên là không được đẹp lắm. Ok, trên đây tập dục hay là ăn uống cái kiểu này các bạn dài đó, thấy không? Thực tế thì đẹp, nhưng mà cái này bạn thấy một buổi tối sẽ có đèn nha bạn ha, tối sẽ đẹp. Nó thì lúc mình sẽ quay buổi tối cho bạn xem. Nhưng mà cái này thì nếu mà gặp trời mưa mà kiểu mưa lớn thì mình nghĩ là cái này nó sẽ tạt, nó tạt trên đây. Đó, còn cái này cái trên lầu của cái homestay nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống cho mình đi tiếp vào trong, đi là quan trọng. Bây giờ mình sẽ đi vào trong ha. Ok, đây, vào trong. Thì đây là cái không gian bên trong mà bạn sẽ ở tại cái homestay này. Phong cách rất là lịch sự ra, rất là tối giản, nhìn như là một không gian của gia đình. Và bạn gần lối là ở đây sẽ có một cái đường quay, đó là giày dép của bạn á, mở ra và sẽ có là hai cái màu gọi là biết, màu đen á để đi trong nhà, màu vàng để bạn đi ngoài trời, ngoài đường ha. Đó. Thì đây là cái khuôn viên của cái ngoài trước, phong cách của homestay bạn thể. Đây là cái nơi bạn sẽ liên hệ với đại anh cô chủ, đó, chị chủ, mình thay phòng. Đây không gian nhìn như là không gian gia đình nhỉ, đúng rồi. Đó đây là rất ấm cuốn. Đây là các thành viên chủ mình. Đây ăn cái hồng không? Đó, trong đây thì chúng ta sẽ có một số những cái bóc thời gian, bóc wifi cũng có luôn nè. Check in, check out các kiểu. Còn này mình nghĩ là cái này là cái phòng hả? Cái này là cái phòng à? Phòng. Nhưng mà không biết phòng này. Cái này cái phòng của chị chủ. Rồi đúng rồi. Đó, cái này coi như thế này. Thì thật sự nói là cái này coi như thế này nhìn nó kiểu như nó nhà ở nhà mình á, hay là mình kiểu như là nó cổ điển á, rất là hay. Đây cái phòng này. Đó, đầu tiên. Thì phòng đơn sẽ là 450 và phòng đôi sẽ là 750 rồi ha. Mức giá rất là hợp lý. Đây mọi người có bàn nè. Có hai chai nước suối nhưng mà hình dạng là chai thủy tinh, nhớ rất là cute. Còn đây là hai cái phòng sẽ có hai giường thôi. Đó, bên trong là xem khuôn viên nè, góc rộng ha. Đó, rất là rộng. Nhưng là để bằng nào thích cái style mà nó dạng như là nó đơn giản nè, nó cổ điển, nhìn nó kiểu như là mình tính mình đi chơi xa nhưng mà nó lại có một cái không gian nó gần gũi như là mình ở nhà, thì đây là một trong những cái homestay bạn cần phải lưu ý, cân nhắc. Chúng ta sẽ có một cái khu vực rửa mặt nè, đó, có một kiểu là nó lịch sự. Có máy sấy đâu bạn ha, đây là máy sấy nè. Rồi có cái nhà tắm nữa, mở cái tắm mà xem đèn ha, đó nhà tắm đây. Thế là cái decor của nhà tắm này á, thì nó cũng được làm theo dạng là gạch này hồi xưa lắm nè, rất là đẹp ha, cái kiểu đó, có toilet này, chúng ta có cả vòi sen, có cả luôn làm cái nóng nữa.
đúng là đầy đủ, không thiếu gì hết. Rồi thì đó là cái phần bên dưới, bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp đi ra ngoài phòng tiếp theo. Thì trong đây sẽ có tổng cộng là 9 phòng, 9 phòng, đây là mình nhớ là 9 hay 10 phòng gì đó. Đó, đây là đây nè, chúng ta sẽ còn số 3 nè, là phòng số 3. Rồi đây là phòng số 2. Bây giờ mình sẽ lên lầu ha, về lên lầu. Coi là đúng thứ tự là B là 1 nè. Trong đây sẽ là phòng đơn, đây là phòng đơn ha. Phòng đơn thì dành cho cặp vợ chồng hay là các bạn đôi trai gái á, nghỉ ngơi ở đây kiểu đó. Nhưng mà sẽ có gương được không? Để có bài cho bà các bạn cao đa men nè. Đây là cái cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng mà tiếc là nhìn ra ngoài thì nó cũng không phải là vậy, như là không cảnh lúc tình đâu, chứ là cho nó thoáng khí thôi. Rồi, mình kia chắc là của mình luôn rồi, lát mình cho bằng xe bên kia. À. Rồi ở đây thì góc này cũng sẽ có bồn nước mặt, cái kiểu ở đây bồn nước mặt này cũng là sự như ở dưới thôi. Để co, toilet cũng vậy. Rồi thì mình sẽ chịu ở đây ha. Đó sao? Cái không gian này á, nhất là tại vì á, ngày hôm nay mình đi á, là tới là hai mấy người, cho nên là nghĩa là mình bao trọn luôn cả cái homestay, như coi như là mình đi chơi này, mình ở như một gia đình rất là hay. Đây là cái giếng trời này thấy không? Đó nó sẽ lấy sáng tự nhiên, nó không sùng sạch đèn, rất tự nhiên. Rồi đây là chúng ta có phòng mà N3, đây là phòng N3 nè, N5 là phòng của người ta, đây mình mới tiếp đây là phòng N2 đó, đây là phòng mình, đây chính là phòng của mình. Thì cái phòng này là cái phòng rộng nhất đó, thấy không? Thì ở đây hiện tại đang có một số những thành viên đã gãy cánh khi mà đi chơi xa đó, cho nên là và thông cảm mà đây nè, đang bị những cuộc ngã. Thì cái phòng này á thì họ là xài lắp gỗ rồi không, gỗ cho nên nó là khi bạn có đi trên không thì cũng đỡ lạnh hơn cái solid men. Rồi thì cũng có cửa sổ nhìn ra ngoài ha, nhà tắm nè, đây nhà tắm nè, các kiểu đó, nhà tắm ha, đây đứng trong xe rồi nhà tắm. Ok, đây mình sẽ có cái bàn làm việc ở đây nè, đó, rộng rãi ha, và đây là cái ban công, góc này mà ngồi chụp hình là rất là chill đó. Đây ngồi là sáng sớm ngồi chấm nhiên uống trà và miếng bánh hay là chấm với điếu thuốc là ui giời ơi, như phim đó, các kiểu rất là đẹp. Thì do cái phòng này tuy nó rộng nhưng mà nó chỉ có là một cái giường đôi và hai cái giường đôi, cho nên là cái phòng này thì mình sẽ có liên hệ là chị chủ á, là có thuê thêm một số những cái nệm và cái mền để mình để nằm nhiều người hơn. Phòng này mà chứa được khoảng 8 người ha, chứa được 8 người. Rồi thì đó là cái không gian của cái homestay chính. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và cho mình xem cái khu vườn phía sau nó sẽ như thế nào. Sau khi mình đi xuống được cái nhà chính rồi á, thì đây là cái khu vực nhà bếp xài chung ha. Đó thì đây là cái phương tiện để mình có thể di chuyển ra chợ trung tâm xe số ha. Đó. Đây là cái chiếc cái cúp thần thánh này, nó xe này nó chắc xe của chị chủ chứ không phải xe thuê đâu, rất nhiều rất là mới, thấy không? Đây là cách decor rồi, hay luôn, rất là cực kỳ thích cái cách decor này của chị chủ làm, mình rất là thân thiện ha, rất là giả mà như ở nhà dưới quê đó, không? Từ cái ly này, cái dĩa, cái chén này, cái cách bài trí đó, thấy không? Rất là ngầu. Đó hồi á, cái này á mà còn tối mình sẽ quay cho một clip nữa là cái công viên này của tối dùng chơi nó đẹp như thế nào, rất là đẹp, rất là đơn sơ mộc mạc. Còn cái này đó là cái nơi bạn sẽ dùng nó để mà phơi đồ, giặt giũ gì đó, sẽ có dịch vụ luôn, bạn giặt đồ cái kiểu trong đây ha. Còn đây là cái vườn phía sau này, cái vườn này đó. Mình đã nói rồi ha, do mình đi đông cho nên là mình đánh liên hệ trước chị chủ là bao toàn bộ khu này, cho nên là mình toàn quyền sử dụng. Thì thấy là đây là cái khu vườn ha, thì cũng có bàn ghế nè, rồi có cây, có kiểu vườn, còn cái cực kỳ chứ nhỉ, đẹp lắm các bạn, đó rất đẹp nè, có vườn nha, cho đây còn mới. Thì mình mới hỏi thử chị chủ là như là cái nhà mới xây khoảng chừng có mấy tháng thôi, nhưng mà có thấy là rất là ok. Ta sẽ có thêm một số những phòng nữa nè, đó, nhiều cái phòng này thì đã có người thuê rồi ha, nói chung là rất là ổn, tuyệt vời. Đó, thái sơ bộ là chúng ta sẽ có những công viên ở đây, mình rất là hài lòng về cái khu này. Rồi thì đó như là mình đã cho bạn xem sơ sơ về cái khuôn viên của một cái homestay ha. Thì lát hồi khi mà trời tối xuống mình sẽ bày đồ ăn ra, mình nấu nướng kiểu á, mình sẽ quay thêm một clip nữa cho bạn xem. Rồi chào bạn.